Rồi, đúc bánh xèo rồi gà thác anh em ơi. Đúc bánh xèo rồi gà thác nha. Rồi, hấp dẫn không? Quay luôn. Quá trời luôn. Thơm không tì quá. Thì không hỏi giờ thổi với ăn luôn. Anh ăn chưa? Thôi không ăn. Chế gì vậy? Quay rồi coi. Wow. Di động luôn. Bánh xèo di động. Đó. Để đổ bánh xèo di động nha anh em. Di động nha. Quá trời. Mùi cũng di động luôn. À, thơm á. Quá thơm. Di động luôn bột. Lửa là mở liên tục á. Liên tục luôn. Liên tục luôn ha. Di động. Lấy đi cơ, có cứ lấy tiền nóng là được. Vô mình bạn lấy dĩa xúc thôi. Chưa đợi lấy một cái nữa. Cứ chỗ nào chấm cứ ngồi đi. Chấm đi ngồi đi. Đó, di động nha. Bánh xèo di động. Nhìn hấp dẫn không? Đây. Hôm nay lễ hội gà thác nha anh em ơi. Chợ bánh xèo ha. Nhìn cái cặp mắt gì vậy? Giờ chen chen với nhau đi, đá bàn cá người nha. Đúng rồi, chắc bây giờ nếu mà đợi bàn trắng không có. Cũng như chen chen với nhau á. Chen vô ăn. Cái này là nó có một dịp mà để. Quá trời ơi. Đâu phải bánh mì đâu, bữa nào không có. Đúng rồi đó. Rồi chen với nhau, chứ không cái nào còn mà chô chung một bàn được á. Mấy ngày này mà đó, chung vui chứ nhìn hấp dẫn lắm. Ngon nha. Trời. Đem có ai ăn hết. Quá thơm. Bánh xèo di động. Bà con cô bác anh ăn bánh xèo. Bánh xèo nóng hổi đi chị em ơi. Bánh xèo nóng hổi vừa thổi vàng đi. Quá trời anh em.
thì bà con đang ăn cơm chay nha. Bánh mì chay. Mì có. Cơm chay. Quá ngon. Xin cơm lại đâu quả. Xin cơm bên kia nha chị. Bên kia. Cơm đó ăn này. Quên ơi, quên cho tôi nhìn được chắc mấy chưa đi. Gì ăn được. Đó là nhà các chú mình mặn á. Vô đây nó đụng. Rồi cảm ơn quên nhiều. Cái này đúng không? Ừ. Quá đông. Wow, mình ra mình sale nữa. Quá trời. Đây là hủ tiếu. Đây. Khổng lồ ấy. Bún riêu. Quá dữ. Hết bột đi. Bớt ga. Thì bánh xèo. Tiếp tục bánh xèo. Ôi. Xèo di động nha. Để cậu có nhiêu bột nó hết nhảy ra bắt hết nhảy. Mời đổ tiếp. Bánh xèo di động. Quá trời luôn. Thơm. Ăn thơ đi quay hoài đó. Phải làm xong nhiệm vụ ăn sau. Quá đông nha bà con ơi, lỡ hội gà thác nha. Cây bánh mì. Mít từ thiện. Ô trời. Nó mấy xôn gì anh? Này nước đậu, nước
đậu với nước sôi. À, nước đậu nước sôi hả? Nước đậu hạt sen. Đó, đây là khu vực từ thiện nha, ăn uống giải trí. Tôi nhặt rau ăn sống. Dạ trời ơi. Đây, mắm đây nè. Mắm hả con? Mắm. Mắm mắm chay hả? Mắm chay. Ăn như là mắm ốc chân vậy. Dạ hả? Trời ơi. Quá trời nhiều ha. Đồ chay luôn. Không lo ha. Thơm rồi đó. Quá thơm nè. Quá thơm. Rồi được rồi đó. Thơm rồi đó. Vàng tí hả? Vàng tí có thơm hả? Bên đây là rau củ quả. Chiên đậu hả anh? Chiên đậu. Thơm quá thơm à. Hành nó thơm. Nói chung là rất là đông nha, rất là đông bà con cô chú anh chị phục vụ là hát mỗi người một tay nha, hấp dẫn. À, trồng gỏi ha con ha. Quá đông. Rồi vàng đó. Thở vô. Đổ nguyên luôn nè. Đó thấy không? Ôi trời, đổ nguyên luôn. Nhân bánh xèo. Nhân bánh xèo. Nhân bánh xèo anh ha. Đảo lên. Quá đông. Đây là bánh gì vậy? À, làm tại chỗ. Ngon. Từ bọc ngũ cốc luôn trời. Ăn thử miễn phí. Cô cá chuốt. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Cô cá sủ bị ngon, thơm ngon này cô bán đây. Quá hấp dẫn nha.
75 tuổi rồi đi bán nè cậu. 75 tuổi hả con? Dạ. 75 tuổi hả? Ừ. Ôi, vẫn còn khỏe ha. 75 tuổi nè, phải đi rồi. Hết giận ha. Thì hấp dẫn quá ha. Cá sạc. Chưa đó. Coi rằng là cỡ khoảng 8 giờ mấy 9 giờ là dữ lắm rồi. Có thể là năm nay là ngày thứ ha. Ngày thứ. Mấy năm trước là đúng ngày thứ bảy nhật là nhiều. Thứ 6 bảy nhật á, mấy ngày đó không có đồng. Có chỗ này, có này là coi chừng chiều nay ta đi làm gì cái ta đi. À, chiều nay mới đông nè. Giờ buổi sáng người ta làm hết. Đang đi xe, có vàng xe đi ra lại ăn á.
nó phá nó lên rồi xe cái càng bóp hết được luôn chứ giá tao bóp bình thường mà. Đó ra càng không ra ta đó. Đấu thừa hoài, đấu thừa cho thầy không à. Nó phá nó leo lên cái kẹp không kêu. Kẹp cái gì? Wow, thật hiền nha. Qua chưa? Chưa. Chưa tới. Thì chọn cái bếp. Kế hoạch hiện lên. Được 60% rồi đó anh, còn 40% nữa. Đó, chưa có gì hết. Mới cái dựng cột lên. Chị hướng dẫn viên, tưởng chị hướng dẫn viên. Sao tôi hướng ta phải là cái gì? Chị hỏi gì chị? Các bạn cứ nhìn qua tay phải nè. Rồi chúng ta cùng đọc về tay trái nè. Qua bên tay trái có chữ không gian bên phải là gì? Cái gì bên phải? Em cũng không. À giờ này người ta bắt đầu văn mồm lên ngủ chưa? Thấy giờ thấy chỗ này nè, bắt đầu luôn. Đợi không? Này ngủ lại luôn nè ha. Này có người ta là đêm giống ngủ là luôn. Trời không mưa chứ trời mưa thấy bà luôn cũng vậy. Đó, ngủ là luôn nha. Này đây là giờ này có khoảng 60-70% rồi đó, phần mỗi năm. Chiều chắc đông. Mỗi năm bò thì thôi. Mỗi năm mình si vô được ha. Giỏi. Năm ra tới đây rồi chẳng ăn làm gì các anh? Ban quản lý cũ. Ban quản lý á. Alo. Là xưa. Ủa là nhà này nè. Cái này là
mà các bạn vừa xe quá dữ, bãi dự xe vĩ đại đó, đông khách gớm, bãi dự xe đó. Rồi xuống đây, xuống đây, đàn em đậu sát vô luôn. Nay lễ hội siêu hồ Hải Dương đất Bình Nguyễn Bắc Kiều nha anh em. Nhắc cho anh em nha. Ở Sơn Minh Hằng, Hương Gạo, Trương Trả Sấu, ở Tô, ở Lụa, Xu Hưng, Đông Giả, 8 chung nào, 1 cái, 8 chung nào. Đặc biệt 2 cái chỉ có 150.000 đồng. Rẻ quá, đẹp quá, chỉ ngay. Hôm nay để cầu hòa duyên. Quá đông, quá khách nha. Đặc biệt 2 cái, đặc biệt 2 cái. Đủ loại hết, bán đủ loại, khoai hạ, nắm cho đất, quá trời chén bát rồi ha.
Giá 39 ngàn, Cali tách trà dân dân, đồng giá 39 ngàn.